văn phòng ốc mà giờ này nhân sự đâu không thấy, làm ăn kiểu này. Alo, nào bác ạ. Ôi nè, Út nổi nè. À, anh Út, anh Út gì, anh Út, em nghe anh Út ơi. Giờ này là giờ nào mấy chú mà ăn cái gì kỳ vậy? Em đang ăn cơm anh Út ơi, đói bụng quá anh Út ơi. Qua văn phòng ốc liền đi. Đợi em chút, đi mua thuốc đào bào tử em muốn cái anh Út. Bực mình hết sức. Trời ơi, cái gì đâu mà ăn cơm không kịp luôn à anh. Chủ gì anh? Tôi kiếm chú có chuyện gấp á. Ngồi đây. Rồi, chuyện gì anh nói đi. Bàn đi anh. Ở trên xã rót xuống rồi. Có anh? Có rồi. Trời. Cái kinh phí mà mình xây cái cầu á. Sao lẹ dữ vậy trời? Mới nói hôm trước hôm sau rồi có tiền rồi. Lẹ cái gì? Ông anh Năm ở trên trển. Tôi phải điện thoại tôi hối. Quên, anh ruột anh trên đó. Nè bây giờ tôi bàn vậy nè. Dạ. Ở trển rót xuống cho mình 400. 400 triệu. Đó, 400 triệu. Dạ. Thì bây giờ tôi bàn giao cho chú đó. Dạ. Đây, bản vẽ đây nè. Trời ơi, có luôn hả anh? Chú coi bản vẽ đó coi được không? Chuyên nghiệp dễ sợ luôn trời. Coi cái bản vẽ. Công nhận anh vẽ chiếc xà lan đẹp dễ sợ anh ơi. Gì? Tào lao. Chứ này gì vậy? Cái cầu đó. Cái cầu sao không thấy cái cầu gì đó? Gì đó nhìn giống như chiếc xà lan vậy. Thiết kế xong rồi giờ vậy nè. Ở trên trển nó rót xuống 400. Thì bây giờ tôi bàn giao chú 350 đó. Mới trển đưa xuống đây 400. Đây. Thồn qua đây 350. 50 kia ai thồn? Thồn cái gì mà thồn? 50 kia là ở trên trà nước. Trà nước? Tôi không có ăn giọng gì trong đây hết đó. Tiền là tiền xây cầu của nhân dân đó, của ba tánh đó nghe. Tôi biết. Bây giờ chú coi, chú điện cho thằng Tư đi. Rồi qua hai anh em bàn tính. Tôi phải lên trên xã. Tôi lo trên trển. À nước ở trển 50 triệu luôn hả? Ừ. Rồi để tôi em. Không ăn giọng gì trong đây đâu. Biết rồi, cái tiền là tiền của ba tánh người ta quyên góp. Rồi cộng với lại tiền trên ấp em biết mà. Mà cái tiền từ thiện mình ăn cái đó là mạt rệp luôn á. Ăn cái gì? Nè chú, nè xuống đây. Nè vô đây ngồi. Vô đây ngồi làm trưởng ấp. Trách nhiệm tôi nặng lắm. Nói mà nãy giờ không hiểu. Năm chục này là không có ai ăn uống gì hết á. Tôi phải lo trên. Trà nước. Nè đâu phải nó rót xuống 400 là dễ đâu. Mình phải chải trọt trà nước mới rót xuống đây. Phải tốn 50. Hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Coi điện cho thằng Tư đi rồi bàn tính. Hai anh em bàn tính. Gia đình anh cũng... Tôi lên xã tôi họp á. Gia đình anh cũng có phước ha. Ông anh ruột làm trên xã. Rót tiền xuống đây. Rồi anh lấy tiền đó anh lo ngược lại cho ông anh ruột. Tiền chạy vòng vòng trong nhà không lọt cả ngoài miếng luôn á. Anh Năm, anh rót xuống cho anh Sáu. Anh Sáu mới rót xuống cho tôi. Đó tôi mới để là cho chú làm. Rồi em hiểu rồi, em hiểu rồi. Là anh không ăn uống gì hết. Không ăn vọng gì hết. Chuyện này của em. Em lo cho. Rồi xong. Tôi đi à. Anh đi để em lo cho chuyện này cho. Nè coi bàn tính cái bản vẽ nè cho nó kỹ nha. Hai bản luôn hả anh? Hai bản luôn, đưa cho thằng Tư bản. Rồi để em coi cái bản này chi tiết hơn nè. Chà. Thì trả cái dưới đây. Cũng phải viết không mà cũng keo kiệt với em nữa. Nó làm như làm trưởng áp sướng lắm. Anh ơi anh, sẵn tiền anh kia thằng Tư giùm em luôn nha. Nó ngoài phòng bảo vệ đó. Chà, 350 mà xây cái cầu bê tông này thì cũng hơi căng này nghe. Dạ. Anh hồn này. Dạ chứ em. Dạ sao à, anh cần gì à, rót nước. Vô đây, rót nước. Thôi, chuyện rót nước nó nôi gì. Dạ em là trợ lý anh mà, thì anh cần gì em kêu rót nước hay là ngọt. Nè. Dạ. Cầu có rồi. Cầu sửa xong rồi hả? Cầu sửa xong sáng rồi. Sáng em cũng lau dọn sạch sẽ cầu rồi. Dạ. Lau cầu gì? Thì cái cầu trong nhà vệ sinh á. Mày khùng. Chứ gì? Kinh phí xây cầu có rồi. À cái vụ bữa nói hả? Ừ. À kinh cái bữa này là gì anh? À bản đồ thế giới hả? Đẹp. Dạ đẹp. Mày có đi học không? Dạ có. Cái bản đồ này mày ra đâu ra thế giới? À anh để ngược. Dạ. Bản đồ này ra đâu ra bản đồ thế giới? Hả? À. Nước Pháp nằm ở đâu? Dạ. Nước Pháp nằm đâu? Dạ nước Pháp dạ. Cũng lâu không? Dạ em xin lỗi anh, em không biết, em sẽ sao. Lo nè. Dạ. Dựa theo cái bản vẽ này. Dạ. Làm đúng y chang bản vẽ này. Anh cải tiến được không? Gì? Bây giờ cái bản vẽ này nó ghi mấy cái này không có hiểu. Vậy. Bây giờ em vẽ bản vẽ khác được không? Tôi vẽ cho cậu luôn cho. Cậu chỉ đưa cho kiến trúc sư, nói ai vẽ nói tôi. Tôi dạ. Đó tôi có đi học. Dạ. Bây giờ vậy, cầm dạ. Đi. Dạ dạ. Nè. Dạ. Cậu bắt cọng dây đây. Cọng dây đây. À mình làm cầu gì anh? Cầu dây văng đàng hoàng. À, anh cái từ chuyên môn ghi cầu treo. Dạ cầu treo. Cầu treo đó rồi dạ, đó, dạ, cầu treo. Dạ. Cậu làm cái cầu treo về nghe chưa? Dạ. Đó. 4 cọng dây 4 bên. Dạ. Mà bây giờ nếu mà khó quá thì cậu chịu khó, cậu chạy về cậu coi cái cầu Mỹ Thuận sao về xây y chang vậy. Dạ. Dễ ẹt. Dạ, dạ. Mình thu nhỏ lại thôi. Hiểu không? Đó. À là xây cái cầu bê cầu... tông đàng hoàng nha. Y chang vậy hả? 4 là cộng đây cộng nha. Dạ cầu treo. 4 cọng dây. Dạ. Bê tông. Dạ. Bê tông cốt thép nha. Dạ.
làm cho đàng hoàng, mướn kiến trúc sư đàng hoàng. Kiến trúc sư đàng hoàng, kêu người tới làm đàng hoàng, dễ bán dễ đàng hoàng, thi công đàng hoàng. Đây quan trọng là kinh phí nè, gói gọn trong 250 triệu thôi đó. Dạ làm sao làm nha. Rồi tới ngày khánh thành là phải là mời báo chí rồi xuống đây chụp hình quay phim rồi gửi lên cho mấy anh ở trên xã mấy anh coi nha. Anh gì mà quay phim rồi dữ dằn dữ vậy, làm một hoành tráng chứ, cả một dưới ấp mình cầu khỉ không có. Bây giờ có được cái cầu bê tông là quan trọng lắm, nhớ làm cho đàng hoàng cái chưa. À, cầu treo bằng bê tông. Cầu treo bê tông. Dạ dạ, em ghi chú vô luôn. Dạ ghi vô đó đi, rồi đó nhớ là kinh phí 250 vậy nghe. Dạ em ghi đi á. Dạ dạ dạ, làm sao làm coi cho được. À dạ anh ơi khoan cho em hỏi cái chỗ này khó quá anh ơi. Anh Út, xong rồi anh Út. Xong chưa. Bây giờ là cầu là bây giờ em khánh thành rồi, xong hết rồi. Bây giờ băng khánh thành em treo ngoài đó sẵn rồi. Dạ. Bà con tới đông lắm, anh yên tâm. Rồi, em không cho dân người ta tới đó nhiều đâu. Bà con em mời dòng họ anh đứng trên cầu. Một chút xíu mà cắt băng khánh thành, có bà nội em nữa. Trời ơi, bà chống gậy mà đứng trên cầu đó anh. Tao biết cái chuyện đó rồi, mà bây giờ quay phim chụp hình đâu. Quay phim chụp hình đâu? Một chút xíu. Ủa, chưa tới hả? Trời ơi, giao cho cậu. Dạ, xin lỗi. Anh chửi tôi. Để nó lên. Dạ. Làm ăn chết rồi. Bữa nay đám cưới ai vậy anh? Đám cưới cái gì? Alo. Đi khánh thành cái cầu. Cái gì? Mày đang đâu? Sao bận bộ đồ? Trời ơi, là mới là phút qua đây quay giùm tao cái vụ này. Trời ơi, bây giờ còn đang động quan cái thôi gì đó. Là hậu thôi lại quay động quan qua bên đi. Dạ. Dạ. Ai vậy? Dạ, hàng quay phim. Nó tên gì? Dạ nó tên là thằng gì quên lại nên nó hỏi đi. Nè, bây giờ mày tên gì? Mày là thằng nào vậy? Nó 10 giờ rồi. 10 giờ rồi. 10 giờ sáng rồi. Rồi, bây giờ nói gì nữa anh? Qua giờ lành là không có được. Qua giờ lành là không được là nó rách, đúng không? Bây giờ vậy, bây giờ khoan. Cái hòm người ta thả xuống rồi thì bây giờ mày chụp hình cái thôi rồi mày về mày đưa cho gia đình ta chứ mày quay cái gì với đó nữa. Người cái... ta nó đang quay đám ma, ta động quan rồi. Bây giờ nó chịu khó là để đây, bây giờ mày qua đi. Chứ nó qua liền. Qua đi. Gia quyến người ta kể, bỏ qua bên đi. Anh yên tâm, tao quay đám ma xong rồi nó chạy qua. Làm liền. Đang rối trong đây lắm nè. Bây giờ là mình làm liền luôn, mình là chuyên nghiệp mà. À, em chuyên nghiệp làm liền. Bây giờ băng nhạc có chưa anh? Băng nhạc hả? Băng nhạc. Thiếu sót hay không? Phải kêu băng nhạc đàng hoàng. Ủa, phải kêu băng nhạc nữa. Băng nhạc nữa. Thôi được rồi, băng nhạc để em lo luôn cho. Mà băng nhạc em tính để bên đây đi. Ha. Rồi bây giờ bàn thờ sao anh? Bàn thờ để ngoài rồi, lát nào ngoài đốt nhang. Ngoài đốt nhang cũng ngoài cầu. Bàn thờ để ngoài ngoài hả? Rồi giờ bà con sao? Bà con anh tính sắp xong rồi, bà con đứng sẵn bà luôn rồi. Còn có sẵn hết trơn rồi. Sẵn luôn rồi phải không? Dạ. Xã người ta xuống rồi. Bây giờ quan trọng nhất là bây giờ cái hòm mình để ở giữa nè. Dạ. Ha. Cái hai bên có hai công ty. Bà nội mày cái hòm. Ở đâu có hòm trong đây? Bữa nay khánh thành cái cầu. Dạ. Ủa chứ đám ma hả? Ủa tao dặn kỹ rồi mà, mới tao quay khánh thành cái cầu. Trời ơi em quay đám ma không à, bây giờ có quay cái cầu đâu. Quay cái nào cũng là quay mà nhiều chuyện quá. Đi đặt tôi chỉ cho, không có chuyện ngu gì hết. Dạ. Hồi đó gì mà quay đám ma không? Dạ. Phải có cái hòm đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mày về, mày cắt cái hòm mày bỏ. Mày kiên cái cầu mày bỏ vô. Hay quá anh ơi. Cái ông thầy chùa em làm thành cái hình ảnh được không? Ông thầy chùa mà đứng cũng em làm thành hình ảnh được không? Đứng kế bên cái cầu. Thế tao phải kết ta mày thay mày biến là tao. Không, mày anh. Anh đuổi nó là không có ai quay phim cho mình đâu. Dạ đúng rồi, ở cái ấp mình là hai nó độc quyền luôn rồi. Nè, bây giờ đừng có nói bàn với ổng, bàn với tao. Dạ đúng rồi. Ổng ít tóc, cái vụ gì về đó mày làm kỹ thuật số gì đó mày gắn tóc lên đầu ổng. Dạ được. Nè. Bây giờ hai thằng đậu tì nè, quan trọng hai thằng đậu tì đứng hai bên em để hai hình hai anh nè. Nếu mà khó quá thì kêu sếp cạo đầu đi rồi khỏi mất công gắn, hiểu không? Gắn được không? Dạ được. Sếp cạo đầu được sếp. Mày bỏ cái vụ nhang đèn giùm tao đi, tao khánh thành cái cầu nghe chưa? Dạ khánh thành cái cầu. Rồi chụp hình chính nè, quan trọng nè. Quan trọng là bây giờ phải phỏng vấn anh này liền. Phỏng vấn để tao đưa lên xã cho xã coi. Dạ. Cái bữa mà khánh thành xong á anh là em để một cái màn hình máy chiếu lớn nha. Anh mời bà con trong xã tới. Anh đứng anh hai gì anh phát biểu mà anh nói dấp em biết cho nên bây giờ quay phim mình phát lên. Đúng rồi, bây giờ mình chuyển đại. Mình về mình cắt cái nào mày sai mình bỏ đi. Ừ. Cái chính là tôi cần cái đó đó. Dạ. Vô làm đi. Anh vô đây. Rồi vô đây. Máy quay phim đâu mày không quay mày quay cái máy gì mày? Dạ máy này máy quay phim, kỹ thuật số. Hay hiện đại không? Dạ. Hiện đại không? Trời ơi, làm gì có kinh nghiệm mà. Hai thằng này ở đâu vậy? Mày hiện đại quá, mày phải mở cái ống này ra cho mở cái ống được mày ơi. Mày gấp quá. Rồi. Rồi bây giờ tao cầm cái này cho mày hả? Tao khó bây giờ tao xuống tao làm trợ lý cho mày hả? Trước khi chụp hình cái. Lẹ tới giờ rồi. Chụp hình đi. Đó. Rồi. Đừng có cười. Chụp hình không cho cười mày. Cười tụi nhỏ nó thấy nó sợ. Làm gì bắt mớ gì sợ? Bây giờ thí dụ như nó lên nó cắm ba cái nhang xong rồi nó ngước mặt lên nó nhìn nguyên cái khung hình cười. Nó sợ. Bây giờ không thấy xàm không? Cái gì vậy? Cái nói gì vậy? Tào lao không? Ông chịu gặp ông chết rồi nè. Của anh đúng không? Chưa cười đúng không? Em zoom nhỏ nè. Đó, zoom nhỏ. Đó. Đó vừa đủ em dán cái hũ.
giải cái hũ có bốn góc để lồng lần quy phụng đem về chùa. Hũ gì? Hũ cốt. Dạ 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 dạ. Trời ơi, tụi mày làm gì hả? Biết sao mà mày đưa ổng vô cái hình nhỏ xíu vậy? Biết ổng thiêu nhiều khi ổng chôn mà sao? Đâu chôn mà sao? Đâu chôn mà sao? Con lại mấy cha. Hôm nay là ngày thánh thần cái cầu. Dạ dạ. Anh không rõ quá rồi quá rồi. Anh đừng có giận. Lỡ mà anh chôn thì cái hình đó em phóng lớn chứ em dán lên mã. Chắc anh yên tâm. Chuyện gì cũng có cái chuyện, cái kết của nó, cái hồi kết của anh là bây giờ. Cái gì vậy? Rồi vậy sai rồi đó. Dạ thôi bây giờ mình quay đi anh. Mình nói chung là bỏ đi, cái vụ đám gì đi. Dạ. Bỏ. Đám bà, đám cưới, cầu nôi gì đó. Bỏ đi. Rồi bây giờ phỏng vấn. Phỏng vấn ha. Phỏng vấn đi. Phỏng vấn. Bây giờ mình không có cái mi. Thôi bây giờ chú đứng kế với tôi nè. Để nó lấy hình chung luôn nè. Ghi âm đi. Tâm trạng vô. Rồi, cái này mình làm gì bà con? Ha. Mình không có gì bà con. Ê, cho tao cái chai nhỏ mắt. Chai nhỏ mắt. À, quên, đúng rồi, phải khóc đàng hoàng. Đó, nếu gia đình chết là mình phải khóc. Ê, sếp, chỗ Khánh Thành phải vui mừng chứ làm gì khóc. Không, cái này là cái để cho bà con thấy cái tấm lòng của mình. Đó. Đó, nhỏ vô. Cho em miếng trước. Trời, nhỏ lỗ mũi luôn. Chạy lắm. Đây, ta trước nè, đây, ta trước nè. Mặt tâm trạng nha, chưa, để ta. Bây giờ anh trước đi. Em tâm lý em đầy trước anh nè. Nói đi anh. Nói. Tâm lý mày. Nói đi. Mời mà. Con biết. Bắt gì mày khóc. Má tao còn sống mà khùng hả? Ủa tâm lý. Nhắc tới má tao nhiên mày khóc. Tào lao. Má, cuộc đời của con không làm gì có ích cho xã hội hết. Lâu lắm rồi con mới làm được một chuyện có lỗi với bà con. Không phải chuyện có nghĩa với bà con. Con xây được câu rồi má. Con xây được rồi. Yeah. Má. Má ơi má. Má cầm cái hình của ba. Má để cho tao quay cho nó hoài. Tao đây trưởng gấp không quay tao quay cho nó hoài. Anh ơi trời ơi anh mày quá. Dạ dạ rồi rồi quay anh quay. Bây giờ chính nè, Dạ dạ rồi bây giờ anh đi. Ngồi đi. Dạ rồi. Nè. Nghiêm túc nè. Dạ rồi. Anh có cần hiệu ứng khói không anh? Thôi khỏi đi khó lắm rồi. Dạ thưa bà con. À thưa giờ mấy anh ở xã. Tôi rất cảm ơn cái kinh phí xây cầu này. Xã rót xuống đây 50%, tương đương với 300 triệu. Hả? Sao? Phải. Em cũng thắc mắc đó. Xã rót xuống 50%. Đúng rồi. Là 300 triệu. Đúng rồi. Vậy 50% còn lại. Là 300. Là hai cái là 600. Đúng rồi, 600. Rồi sao đưa có 350 vậy? Ở đâu thồn hết 250 triệu vậy? Lấy hành tao nè. Anh giải thích đi. Anh Năm, rót xuống cho anh Sáu là... Sáu trăm. Sáu xuống, rót xuống tao. À, là nhiêu? 400. 400 là chuyện qua đây nhiêu? 350. Chuyện qua tôi là 350. Khoan, tôi có ý kiến nè. Nhưng mà sếp phó, sao chuyện cho em có 250 vậy? Trời ơi. Ai thồn? Alo. Cái quay hả? 250 là tại vì tiền trà nước. Tại vì ở trên ngắt miếng. Tới tôi phải ngắt một chiếc. Mày nghĩ sao? Dạ. Tao đưa mày 350. Mày ngắt quá trời vậy, mày cắn đậm quá vậy, mày cắn tới 100 lần. Trời, tao cắn có 50 à. Trời ơi, sếp lớn cắn 50 xong truyền tới em có 250, sếp phó cắn 100 dữ vậy. Ủa? Ai thồn. Khoan, dạ. cho hỏi cái. Ủa mày quay này mày lấy lời khai hả? Đó, lấy cận luôn mà, em lấy cận mặt luôn á. Anh thấy là nãy giờ cận mặt, anh yên tâm. Trời ơi, tụi em làm gì chuyên nghiệp mà. Xong rồi cái ngày mai cái phát ở xã đó, còn nguyên xã. Nhốt tao luôn. Ê, xã liền đi. Rồi, yên tâm. Bây giờ mình bàn lại đi, cái vụ em thích nó không có được á. Cái chuyện tiền bạc từ từ tôi tính lại với chú cho, yên tâm đi. Bây giờ bỏ cái chuyện đó qua bên, bây giờ mình quan trọng mình quay cái cầu kìa. Bây giờ quay cái cầu đi, cái cầu. Quay lên cái bàn, quay cái cầu. Ủa, quay cái cầu hả? Rồi, quay cái cầu. Cái gì chứ? Lo quay cái cầu trước. Cái cầu. Rối quá trời, rối. Anh ơi. Cái gì? Ủa, ấp mình hình như tổ chức bơi lội hả anh? Đúng rồi. Nó nhảy xuống bơi quá trời vậy. Hội thao của ấp. Hội thao á. Ủa nhưng mà sao không thấy cái cầu đâu vậy? Ê, có cái bà gì mà bơi nữa kìa vậy? Ê, còn có cái bà đó, bà bơi hơn ánh viên nữa trời. Bà nội của ông này nè, bà nội trưởng ấp nè. Bà bơi một tay, bà bơi vô đầu tiên luôn á trời. Lấy cái cầu đi. Coi. Đâu, giúp lại. Wow. Sao? Trời. Gì? Bà nội anh 95 tuổi, mà bà bơi 25 mét, bơi 2 sải mà qua tới bên bờ rồi trời. Bà chụp lên cái thành hồ nè. Bà mà đi thi SEA Games chắc bà được kỷ lục luôn á. Sếp bên phải thành hồ. Không phải thành hồ. Mã của ông nội anh. Đúng rồi, mã của ông cố nội tao đó. Vậy hả? Ủa anh ơi, mã của ông nội anh mà sao anh xây trên đất công vậy anh? Đất công rồi, đất công. Đất tàu xí. Đất tàu xí lâu rồi.
Trời ơi, hay quá ha. Đất của xã mà anh xí anh xây mã ông nội anh ngoài đó ha. Rồi sao nữa? Ủa rồi sao không thấy cái cầu đâu? Cái cầu đâu? Cái cầu bên đây nè. Ô, cái cầu này hay nè. Dạ. Nước lên thì nó trôi theo. Dạ. Đó, đúng rồi. Trôi nè. Dạ đó. Ô, cầu dữ thiệt ta. Xếp nó giặt bên đây lại kìa, nó giặt. Đó, bốn năm đứa nhỏ cháu của ổng đứng trên cầu nè, vẫy tay quá trời luôn nè. Cái cầu đâu? Cái cầu bên này nè. Cậu bên này là chỗ bà nội anh nè. Đó, bà đang đứng vũ áo nè. Bà lạnh lắm nghe anh. Rồi cái cầu đâu? Ủa, cho nó cho bên này rồi, Ủa sao nó di động vậy? Ủa mày xây cầu sao mà cầu di động vậy? Dạ thì em tao kêu mày cầu treo chứ phải cầu phao đâu mà mày làm như chiếc xà lan vậy mày. Ủa, để coi là cái cầu đâu? Cái cầu nè. Cái cầu còn đây nè anh. Cái cầu nè. Nó trôi nó rồi, trôi qua đây rồi nè. Anh nè, anh nhìn kỹ cái cầu nè, ừ, qua đây sóng nó dạt quá. Mấy đứa cháu anh nó đứng trên cầu sao lại quá trời vậy. Vậy là em xếp kim xây cầu treo mà em xây thành cầu trôi luôn đó, thấy ghê không? Ghê thiệt. Đây nó trôi vậy có khi nào nó ra biển không ta? Và mấy đứa cháu ông này nhập quốc tịch nước ngoài luôn á. Trời ơi. Vậy ngon á. Ủa sao nó rung dữ vậy? Ủa cái cầu. Rồi cái cầu đâu? Cái cầu nè. Cây cầu em không thấy chứ em thấy mấy anh trên quỹ ban xuống nhiều lắm. Có công an nữa. Để em nhìn cận mặt lại coi. Em nhớ là... Trời rồi, xong rồi. Dạ. Bên quỹ ban người ta xuống đông lắm anh. Có anh Năm, anh ruột anh nữa. Mà hai anh công an dắt anh Năm đi. Bà nội anh, quýnh anh Năm ngồi đó quá trời luôn. Không biết sao bà quýnh. Bà chỉ vô đây, bà chửi. Để bà chửi gì? Em cận vô cái miệng của bà. Thằng mất dạy. Đó. Chứ bà chửi gì ta? Thằng ăn hại. Thằng ăn hại đúng rồi, bà chửi thằng ăn hại trong đây tới 5 thằng. Rồi tôi giao cho chú. Em nhận tiền mà. Rồi chú gì? Em giao lại cho thằng này. Mày lên đây, mày sai kiểu gì? Hả? Thì em sai cầu bê tông cầu treo đàng hoàng. Có làm bằng chứng mà nè. Dạ, không, cái này để em quay cho. Cái này em có sai đàng hoàng nha. Sai sao? Em sai kỹ lắm. Ở dưới là em lấy một cái tấm đan mỏng này nha. Rồi sau đó em bỏ mấy cây lồ ô mà nó bự bắp đùi em vậy nè. Xong rồi cái em chán một lớp xà bần lên. Xong rồi em chán mỏng một lớp. Cái gì? Lớp xi măng lên. Mày tào lao hả? Tôi kêu mày kiến trúc sư, mày kêu thằng nào vẽ? Dạ thằng Tám. Thằng Tám nào? Tám em của em nè, nó vẽ đẹp lắm. Ở nhà nó vẽ trên mấy vách tường, nó vẽ mấy con rồng phượng đẹp lắm. Thằng Tám phụ hộ hả? Không, thằng Tám vẽ thôi. Thằng Chín mới phụ hộ. Thằng Chín là nhà thầu xây dựng nè. Trời ơi trời, thằng Chín mà mày cho nó nhà thầu xây dựng cái cầu hả? Tự nhiên bữa sếp khen mấy bữa mấy cái lỗ ở trước quỹ ban mình mà nó bị lủng nè, nó lấy xi măng nó chám lại đẹp lắm, sếp khen mà. Quan trọng vật tư ở đâu? Vật tư của con bé Mười. Trời ơi mày lo nguyên cái đường mày vô luôn hả? Không, bé Mười phải em ruột của em. Nó lại gì của mày? Em vợ. Con bé Mười đâu có bán vật liệu xây dựng đâu. Tôi nhớ là nó mua dây chai rồi mà. Nó mua phế liệu thì tự tự vật liệu xây dựng thôi. Dạ. Không bao giờ đưa người nhà vô làm. Anh ơi anh, bây giờ cái chuyện mà là người nhà mình khoan tính anh. Dạ, nói chung là em xây đầy đủ lắm. Em tổng cộng trộn gói luôn là 100 triệu luôn mà. Dạ. Đưa mày 250. Mày nhỏ nhất mà mày cắn nhiều nhất luôn á. Ông cắn 50, tao cắn 100, mày cắn tới 150 luôn hả? Thì ở trên có chút, ở dưới cũng có chút, sếp chỉ. À, sếp ơi, bây giờ mình tính vậy để sếp, 600 là mình chia ra rồi. Thì bây giờ... Yên tâm, mỗi người sẽ được một miếng. Đừng có lo, mỗi người chia miếng mà. Miếng gì? Lịch á. Bây giờ, ví dụ như nè, đây 10 cuốn. Thì đó 8 cuốn, đây 7 cuốn. Tôi phản đối, tôi phản đối, đưa quay đây, tôi phản đối. Sao vậy? Ông này ăn ít mà no dai quá vậy, tới 10 cuốn lận. Thằng này nó ăn 150 mà nó có 8 cuốn. Đúng là thằng này là phải tử hình nè. Gì kỹ vậy, em là gì, nhỏ thôi, lớn người đứng đầu chứ. Mày tào lao quá. Bây giờ tôi biết ăn nói với bà con là sao? Anh yên tâm, anh khỏi cần ăn nói. Một chút xíu nữa công an vô đây người ta nói chuyện với mình đâu. Không, để em đi ra em đưa luôn cái máy cho người ta, là người ta có bằng chứng sẵn luôn, anh không cần phải nói gì hết. Đi. Dạ, vậy đi. Trời ơi, sếp ơi, sao để cho nó đi luôn rồi? Chứ mày nghĩ còn đường chạy không? Cầu thì sập rồi. Còn bên này, ba anh em mình đứng bây giờ đợi người ta đi tàu qua, người ta rước mình vô trỏng thôi. Rồi, cái cầu đâu? Cái cầu đâu? Sập rồi!